Sáng nay, toàn bộ thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trước khi bước vào kỳ thi. Cách làm này giúp đảm bảo an toàn cho kỳ thi trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tại buổi làm công tác lấy mẫu xét nghiệm, sau khi tập trung tại các phòng thi, các thí sinh được đưa xuống điểm lấy mẫu xét nghiệm tại điểm thi. Việc lấy mẫu xét nghiệm không những đảm bảo an toàn phòng dịch cho kỳ thi mà còn tạo tâm lý ổn định cho các thí sinh trước kỳ thi quan trọng này. Sau khi mà được bộ giáo dục mà giãn cách thì em có thêm nhiều thời gian để ôn tập, và dự trừ thì được xét nghiệm lấy mẫu xét nghiệm thì em thấy yên tâm cho đối với kỳ thi thi. Dạ, thì em thấy như thế này thì em sẽ tập trung được vào cái việc học luyện thi, và khi tới điểm thi thì em sẽ tự tin vì không có dịch bệnh để ngăn cản mình tới cái phòng thi. Các trường điểm địa điểm nào thi thì các cháu đều đến đúng cái địa điểm đó, là thứ nhất là các cháu là biết được địa điểm thi, và thứ hai nữa yên tâm về sức khỏe để mà các cháu thi cử cho tốt. Trong buổi sáng hôm nay, hơn 13.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, các thí sinh được yêu cầu tự cách ly ở nhà trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, và các cơ quan chức năng cũng đã xây dựng các phương án cụ thể khi phát hiện có ca dương tính trong đợt xét nghiệm này. Đối với thí sinh mà không tổ chức, không tham gia được cái xét nghiệm, thì chúng tôi cũng có kế hoạch để các em thi riêng ở một điểm để đảm bảo an toàn cho tất cả thí sinh. Tuy nhiên, với một tinh thần là chúng tôi sẽ liên lạc để thí sinh đảm bảo được mọi thí sinh được xét nghiệm. Trước đó, hơn 3.000 cán bộ, nhân viên làm công tác thi của Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm và đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm nay tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 6.